Vision đen đỏ phiên bản 2024. Em này giá cực kỳ sốc, hiện tại chỉ có 34 triệu đồng thôi. Em Ngọc đang có thu của đổi mới mà có xe cũ mang tới nha, mang tới còn bao nhiêu góp lại, không cần phải bù tiền ha. Ad trong 55 màu vàng đen phiên bản 2024, đây là bản chìa khóa. Bên Ngọc có độ thêm tay thắng nè, bao tay nè, ba ga, cái nút chống đổ, độ thêm màu vàng cho tông sạc tông, rất là xịn sò luôn. Em này Ngọc có hỗ trợ trả góp nha, đưa trước khoảng 5 triệu lượm xe. Về giấy tờ thì Ngọc cần duy nhất một căn cước công dân. Mình lên mua xe, alo đặt lịch trước và bớt liền cho 2 triệu nha. Ad trong 55 hồng đen baby, em này hiện tại giá cực kỳ sốc, chỉ có 44 triệu dành cho phiên bản khóa chìa. Mình mua trả góp, đưa trước Ngọc khoảng 5 triệu là lượm được xe. Ngoài ra em Ngọc đang có thu xe cũ đổi xe mới và có giao xe tận nhà luôn á. Quan tâm thì liên hệ liền, em Ngọc tư vấn cho mình ha.